Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Chắc hẳn là rất nhiều bạn đang mong chờ ngữ pháp trung cấp theo giáo trình tiếng Hàn tổng hợp quyển số 4 đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái bài đầu tiên. Và trong cái bài này chúng ta có 3 ngữ pháp nhưng mình sẽ chia ra làm 3 video khác nhau để có thể giải thích chi tiết hơn. Và hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào cái ngữ pháp đầu tiên. Cách nói có vẻ là, hoặc là dường như là, hoặc là hình như là. Các bạn sẽ có động từ kết hợp với na bu tả, còn tính từ sẽ kết hợp với ưn hoặc là niên ca bu tả. Cấu trúc này dùng để thể hiện cái sự phỏng đoán của người nói. Chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Chúng ta có động từ kết hợp với na bu tả. Động từ ở cái thì hiện tại các bạn bỏ tả đi và gắn na bu tả vào gốc của động từ. Còn đối với những cái động từ hoặc là tính từ có gốc là ít tà hoặc là ọc tà, thì cái trường hợp này các bạn gắn với na bu tà. Ngoài ra thì những cái tính từ còn lại thì các bạn sẽ bỏ tà đi, gắn ưn hoặc là niên ca bu tà vào gốc của tính từ. Như vậy, ít tà hoặc là ọc tà cũng là những cái trường hợp có nghĩa là, cũng mang nghĩa là thuộc cái dạng là tính từ, nhưng mà nó sẽ kết hợp với na bu tà giống như là động từ vậy. Các bạn cần chú ý. Như vậy về hình thức thì các bạn sẽ có những ở cái thì hiện tại, hình thức các bạn sẽ có động từ ở thì hiện tại, động từ nguyên thể, các bạn bỏ tà đi và gắn na bu tà vào gốc của động từ. Đối với những cái tính từ có gốc là ít tà, ọc tà, các bạn cũng gắn với na bu tà. Còn những cái tính từ còn lại các bạn sẽ gắn ưn hoặc là niên ca bu tà vào gốc của tính từ đó. Đối với những tính từ mà kết thúc bằng phụ âm, tức là nó có phát chim ở dưới, thì các bạn sẽ gắn ưn. Còn nếu những tính từ mà kết thúc bằng nguyên âm, tức là không có phụ âm ở dưới, thì các bạn sẽ gắn niên ca bô tả vào gốc của tính từ đó. Và cái cấu trúc này được dùng để thể hiện sự phỏng đoán, dự đoán, suy đoán dựa trên một bối cảnh nào đó, dựa trên một bối cảnh nào đó kèm theo. Tức là phải có một hiện thực, một cái sự thực nào đó xảy ra thì các bạn mới có thể đưa ra cái phỏng đoán, phán đoán đó được. Chứ nó không được dùng để thể hiện cái sự phỏng đoán một cách chủ quan theo suy nghĩ của chính chúng ta, mà nó phải dựa trên một cái hiện tượng nào đó các bạn nhìn thấy, một cái bối cảnh nào đó thực tế. Trong tiếng Hàn thì có rất là nhiều cấu trúc để thể hiện sự phỏng đoán, dự đoán, suy đoán. Tuy nhiên thì mỗi cấu trúc nó có một cái đặc trưng riêng. Có những cái cấu trúc thì chúng ta được dùng cũng mang nghĩa là hình như là, có vẻ là, dùng để thể hiện cái sự phỏng đoán mang tính chất là bản thân chúng ta tự đưa ra cái phỏng đoán đó. Nhưng đối với cái cấu trúc này, động từ kết hợp với na bu tả hoặc là ưn niên ca bu tả, thì các bạn đưa ra cái sự phỏng đoán phải dựa trên một cái bối cảnh, một cái bối cảnh, một cái sự thật nào đó xuất hiện, chứ không thể đưa ra cái suy nghĩ phỏng đoán chủ quan của chúng ta được. Và các bạn có thể dịch là có vẻ là, chắc là, hoặc là dường như là. Ví dụ như là gì nhỉ? Dạo này tôi thấy nhiều người sử dụng mỹ phẩm, có vẻ như là mọi người đã quan tâm chăm sóc da nhiều. Thì như vậy tức là người ta phải đưa ra cái phán đoán này, cái phỏng đoán này dựa trên cái sự thật, đó là người ta nhìn thấy có nhiều người mua mỹ phẩm, chứ không phải là hình như là, hoặc là dạo này có nhiều người quan tâm chăm sóc da. Có thể nói như thế nhưng mà các bạn không thể sử dụng với cấu trúc này nếu như các bạn không nhìn thấy cái sự thật là người ta đi chăm sóc hoặc là người ta mua mỹ phẩm. Và các bạn lưu ý rằng cả động từ và tính từ khi chia ở thì quá khứ thì các bạn đều dùng với cái động từ hoặc là tính từ đó chia theo đuôi at hoặc là ot kết hợp với na bu tả. Như vậy nếu như động từ hoặc là tính từ ở thì hiện tại thì các bạn sẽ có một cái hình thức khác, đó là động từ kết hợp với na bu tả. Còn tính từ kết hợp với ưn niên ca bô tả, nhưng mà ở thì quá khứ thì nó đều sử dụng với at hoặc là ot na bô tả. Lát nữa chúng ta sẽ có những ví dụ và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách kết hợp. Còn khi mà nói về tình huống tương lai thì các bạn không sử dụng với tính từ mà các bạn chỉ sử dụng với động từ thôi. Động từ này, khi nói về tình huống tương lai các bạn sẽ sử dụng với động từ đó, bỏ tả đi, gắn ưn nếu như động từ đó kết thúc bằng phụ âm, gắn riêng nếu như động từ đó kết thúc bằng nguyên âm, và con ca bô tả. Mà nghĩa là gì nhỉ? Có vẻ là sẽ, hoặc là chắc là sẽ, hoặc là dường như là sẽ.
Còn nếu mà ở dạng quá khứ thì các bạn sẽ dịch là dường như là đã hoặc là có vẻ là đã gì gì đó. Và cái này còn kết hợp với danh từ. Đối với danh từ thì chỉ có một cái dạng, đó là danh từ đó các bạn gắn incabota vào gốc của danh từ. Nhìn người đó nói tiếng Hàn tốt, hoặc là gì nhỉ? Trông người đó có vẻ nói tiếng Hàn tốt. Chắc người đó, chắc người đó là người Hàn Quốc. Thì chúng ta có thể dự đoán dựa trên cái bối cảnh là chúng ta đã nhìn thấy cái người đó nói bằng tiếng Hàn tốt. Thì chúng ta nói, dự đoán là chắc là hoặc là có vẻ là người đó là người Hàn Quốc. Thì như vậy các bạn cần ghi nhớ về những cái hình thức kết hợp động từ, tính từ ở thì hiện tại sẽ khác, kết hợp với cái thì quá khứ sẽ khác, và tương lai thì cái hình thức của nó cũng khác. Các bạn cần ghi nhớ, và cách ghi nhớ tốt nhất đó là các bạn hãy học thuộc ví dụ. Và từ ví dụ chúng ta sẽ suy ra được cái công thức, cái cấu trúc của nó. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào những cái ví dụ xuất hiện ở trong sách giáo trình. Ngoài ra thì lát nữa mình sẽ bổ sung thêm nhiều ví dụ khác để các bạn mở rộng thêm. Ví dụ đầu tiên xuất hiện trong sách. 요즘 피부 관리를 받는 사람들이 많은가 봐요. 요즘 피부 관리를 받는 사람들이 많은가 봐요. Có vẻ dạo này có rất nhiều người được chăm sóc da. 요즘 dạo này 피부 관리를 받는 사람들. Những cái người mà được chăm sóc da ấy, 많다. 많다 có nghĩa là nhiều. Thì các bạn thấy rằng 많다 là một tính từ. Thế thì các bạn vừa học đó là gì nhỉ? Đối với những cái tính từ mà nó kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ gắn ân ka bô tà vào gốc của tính từ đó. Như vậy người sẽ gắn ân sẽ là gì nhỉ? 많은 가 봐요. 요즘 dạo này này, 피부 có nghĩa là cái da này, 관리를 받다. Các bạn có 관리를 받다 có nghĩa là được quản lý. 피부 관리 có nghĩa là chăm sóc da hoặc là quản lý da. Nhưng mà khi mà dịch chúng ta hiểu là 피부 관리를 받다 có nghĩa là được chăm sóc da. Còn nó ở cái dạng làm gì nhỉ? Các bạn sẽ có định ngữ của danh từ ấy. 사람들, 사람들 là nhiều người, những người, mọi người. Thế thì những người được chăm sóc da thì các bạn sẽ có là 피부 관리를 받는 사람들. Có nghĩa là gì nhỉ? Nhiều người được chăm sóc da. Những người được chăm sóc da thì 많은 가 봐요. Có vẻ là nhiều. Như vậy các bạn sẽ dịch là gì nhỉ? Có vẻ dạo này có rất nhiều người được chăm sóc da. Hoặc các bạn cũng có thể dịch là gì nhỉ? Dạo này thì những cái người mà được chăm sóc da ấy có vẻ nhiều. Thì người ta sử dụng cái cấu trúc này có thể là dựa trên một cái thực tế là cái người này người ta thấy rằng có rất là nhiều người đến các trung tâm chăm sóc sắc đẹp này, đến các thẩm mỹ viện này, hoặc là nhiều người mua mỹ phẩm. Thì tức là có thể là người ta nhìn thấy cái sự thật như thế, trên một cái bối cảnh là nhìn thấy như thế, và người ta sử dụng cái cấu trúc này để thể hiện cái sự phán đoán có vẻ như hoặc là dường như. Thì các bạn có từ vựng các bạn cần chú ý là 피부 관리를 받는 사람들. 받는 사람들 có nghĩa là những người được chăm sóc da. Thế thì 많다 là nhiều. Thế thì có vẻ nhiều thì các bạn sẽ có tính từ kết thúc bằng phụ âm. Các bạn gắn 은카보다 vào gốc của tính từ đó. 많은가 봐요. 많은가 봅니다. Có vẻ nhiều. Như vậy, các bạn chú ý tính từ kết thúc bằng phụ âm thì các bạn gắn 은카보다 vào gốc của tính từ đó. Tiếp theo ví dụ thứ hai. 흥 씨, 한국어 발음이 좋아진 걸 보니까 발음 연습을 열심히 하나 봐요. 흥 씨, 한국어 발음이 좋아진 걸 보니까 발음 연습을 열심히 하나 봐요. Hương ơi, thấy phát âm tiếng Hàn tốt hơn, chắc là cậu chăm chỉ luyện phát âm đây. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái bạn này bạn thấy bạn Hương là phát âm, bạn ấy trông thấy bạn Hương bạn phát âm tiếng Hàn rất là tốt, thì bạn ấy nghĩ là chắc là cậu chăm chỉ luyện tập phát âm đây. Hương ơi, hoặc là Hương à, tớ thấy phát âm tiếng Hàn của cậu tốt hơn rồi đấy, chắc là cậu đã chăm chỉ luyện tập phát âm đây. Thì tức là cái người này người ta thấy được cái bối cảnh ở đây, một cái thực tế đó là dựa trên cái việc thấy cái việc phát âm của cái bạn Hương này tốt, cho nên là bạn ấy mới đưa ra cái phán đoán là chắc là hoặc là dường như là có vẻ là
Như vậy, các bạn sử dụng cái cấu trúc này thể hiện cái sự phỏng đoán dự đoán dựa trên một cái thực tế các bạn phải nhìn thấy hoặc là các bạn phải trải nghiệm. Cụ thể ở đây là cái bạn này đã thấy bạn Hương, bạn ấy phát âm, bạn ấy nghe phát âm của bạn Hương và bạn ấy đưa ra nhận xét. Các bạn không thể sử dụng cấu trúc này để đưa ra phán đoán nếu như các bạn không nghe, không thấy. Dựa trên cái suy đoán chủ quan thì các bạn không được sử dụng cấu trúc này. Chúng ta có Hankuko Parim. Hankuko Parim có nghĩa là phát âm tiếng Hàn. Choa chi ta, các bạn có gốc là choa chi ta, là trở nên tốt. Thế thì cái cấu trúc động từ bỏ ta đi gắn niên coi bu nhì ca, đây là một cái cấu trúc mang nghĩa là gì nhỉ? Nhìn thì có vẻ hoặc là nhìn thấy thì, tức là nó sẽ đằng sau cái cấu trúc này này, niên coi bu nhì ca đằng sau nó thường kết hợp với những cái cấu trúc thể hiện sự phỏng đoán. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nhìn thấy cái gì gì đó thì có lẽ là, ví dụ nhìn thấy cậu phát âm tốt hơn thì có lẽ là cậu đã chăm chỉ luyện tập phát âm rồi. Các bạn có ưn hoặc là niên hoặc là nhân coi bù nhì ca, kết hợp với động từ ở đây nó bằng nghĩa là nhìn thấy hoặc là gì gì đó thì thấy. Cấu trúc này chúng ta đã học rồi, các bạn có thể ghi nhớ. 발음 연습을 열심히 하다 bằng nghĩa là luyện, chăm chỉ luyện phát âm. 열심히 có nghĩa là một cách chăm chỉ. 발음 연습을 하다 có nghĩa là luyện phát âm, luyện phát âm một cách chăm chỉ. Thế thì các bạn nói rằng có vẻ là đã, có vẻ như cậu đang hoặc là cậu luyện phát âm một cách chăm chỉ, tức là cách nói ở cái thì hiện tại, thì các bạn sẽ có ở đây động từ gốc là từ ha tà, các bạn bỏ tà đi, và ở đây động từ, các bạn thấy rằng động từ thì không cần quan tâm là nó kết thúc bằng phụ âm hay nguyên âm, các bạn chỉ cần bỏ tà, và ở thì hiện tại thì các bạn gắn na bu tà vào gốc của động từ. 발음 연습을 열심히 하나 봐요, có vẻ là cậu luyện phát âm chăm chỉ. 흥 씨, 한국어 발음이 좋아진 걸 보니까 발음 연습을 열심히 하나 봐요. 흥 ơi, thấy phát âm tiếng Hàn tốt hơn đấy. Chắc là cậu đang chăm chỉ luyện phát âm đây. Ở đây các bạn cũng có thể chia thì quá khứ là 했나 봐요. Chắc là cậu đã chăm chỉ luyện phát âm đây cũng được, hoặc là các bạn chia thì hiện tại cũng được. Như vậy, qua cái ví dụ này các bạn chú ý động từ chia ở thì hiện tại. Các bạn không cần quan tâm là kết thúc bằng phụ âm hay nguyên âm. Các bạn chỉ cần bỏ ta và gắn na bu ta, na bhoayo, na bum ni ta vào gốc của động từ. Có vẻ như là hoặc là chắc là, dường như là. Một ví dụ nữa. 올해도 미니스커트가 유행인가 봐요. 올해도 미니스커트가 유행인가 봐요. Có vẻ năm nay cũng thịnh hành váy ngắn. Có vẻ năm nay cũng thịnh hành váy ngắn đấy, hoặc là có vẻ năm nay cũng thịnh hành váy ngắn đây. Một câu mang tính chất là dự đoán. Thì có thể là sử dụng cấu trúc này, cách nói này khi mà cái người nói, người ta có một cái sự thực đã trải nghiệm, đó là thấy trên phố rất là nhiều người mặc cái kiểu dáng váy ngắn, hoặc là trong các cửa hàng bày trang trí và bán rất là nhiều cái kiểu váy chân váy ngắn mini, thì người ta đưa ra cái phán đoán này, tức là phải dựa trên cái việc mà người ta nhìn thấy hoặc là nghe thấy trực tiếp hoặc là trải nghiệm trực tiếp. Và chúng ta có ở đây, đây là một cái cấu trúc kết hợp với danh từ. Các bạn có mini skirt, mini skirt có nghĩa là cái chân váy mini, chân váy ngắn mini. Đây là một từ tiếng Anh ấy, mini skirt có nghĩa là cái váy ngắn, chân váy mini. Và các bạn có là yuheng có nghĩa là thịnh hành. Đây là một danh từ. Thế thì các bạn nói là có vẻ là thịnh hành đây, thì các bạn sẽ có yuheng, các bạn gắn inka bo ta, inka bhayo vào gốc của danh từ. Yuheng inka bhayo, có vẻ là thịnh hành đây. Olhe có nghĩa là năm nay, to là cũng, olhe to năm nay cũng, có vẻ như là năm nay cũng thịnh hành váy ngắn, chân váy ngắn, váy ngắn. Như vậy các bạn có nhé, ghi nhớ đó là danh từ thì sẽ kết hợp với inka bhayo, có vẻ như là gì gì đó. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái hội thoại, các bạn hãy lắng nghe. 머리 했나 봐요. 스타일이 달라 보여요. 머리 했나 봐요. 스타일이 달라 보여요. Dường như cậu đã làm tóc, phong cách trông khác đấy.
네, 조금 자르고 염색도 했어요. 네, 조금 자르고 염색도 했어요. Hoặc là tớ đã cắt một chút và nhuộm nữa. Như vậy, cái người này sử dụng cái phán đoán henna bỏ dường như là đã bỏ đi. Mori hata là làm tóc, dường như là cậu đã làm tóc. Người ta có thể sử dụng cái cấu trúc này được sử dụng tại sao nhỉ? Đó là bởi vì bạn ấy trông sư thầy đi thái la bồi yếu, trông thấy cái bạn kia đã thay đổi một chút về cái phong cách, và thực tế là cái người này đã thay đổi phong cách thật. Đó là gì nhỉ? Chú cơm cha đồ đã cắt tóc một chút này và nhóm xét tu hết sỏi và cũng đã nhuộm tóc nữa. Như vậy đưa ra phán đoán dựa trên cái thực tế, đó là nhìn thấy cái người này đã cắt tóc và đã nhuộm tóc. Chúng ta có Morihata. Morihata mang nghĩa là làm tóc hoặc là làm đầu. Charuta. Charuta là cắt. Yomsekhata. Yomsekhata mang nghĩa là nhuộm. Thế thì các bạn có ở đây. Bởi vì người ta phán đoán dựa trên cái sự thật đã xảy ra. Và người ta nói là Morihenna bhaeyo, dường như là cậu đã làm tóc phải, dường như là cậu đã làm tóc, dường như là cậu đã làm tóc nhỉ. Style, phong cách này, thala boyoyo, trông khác đấy. Nè, vâng, chú cứ một chút charugu, đã cắt một chút và nhóm xét tu, nhuộm thì cũng hết style, cũng đã làm. Như vậy, chúng ta ghi nhớ khi mà động từ, động chỉ có động từ kết hợp động từ hoặc là tính từ đều chia thì quá khứ, thì các bạn sẽ kết hợp giống nhau là động từ hoặc là tính từ ở thì quá khứ đều kết hợp với nabu ta, dường như là đã hoặc là có vẻ hoặc là hình như là đã làm là cái gì đó. Và các bạn có là morirun henna bayo, mori henna bayo thì các bạn sẽ có là mang nghĩa là có vẻ là đã làm tóc. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một ví dụ nữa. Luyện xì gà hà nên ý gia kì gà chế mi in na bòi ồ. Luyện xì gà hà nên ý gia kì gà chế mi in na bòi ồ. Có vẻ câu chuyện Luyến đang kể thú vị đấy. Kỳ rong gót gạt thầy ồ. Saram tử đi kế số út cô in nè ồ. Kỳ rong gót gạt thầy ồ. Saram tử đi kế số út cô in nè ồ. Có nghĩa là có lẽ vậy, mọi người đang tiếp tục cười đấy. Chúng ta có ở đây. Đây là một cấu trúc thể hiện sự phỏng đoán, hình như là hoặc là có vẻ là các bạn có hanen iyagi. Hanen iyagi có nghĩa là câu chuyện đang kể. Luyến si ga hanen iyagi có nghĩa là câu chuyện mà Luyến đang kể. Chemi itta mà nghĩa là hay, thú vị. Thế thì có vẻ là hay, có vẻ là thú vị. Thì các bạn thấy rằng chemi itta đây là một tính từ. Tuy nhiên, các bạn vừa học rồi, nếu thì tính từ thì sẽ kết thúc, thì sẽ kết hợp bằng un hoặc là niên ka bayo, đúng không? Nhưng những cái trường hợp tính từ đặc biệt mà kết thúc bằng itta hoặc là opta thì trường hợp này các bạn kết hợp giống như là động từ, các bạn sẽ gắn nabuta vào gốc của những cái từ kết thúc bằng itta opta. Cụ thể thì ở đây chúng ta sẽ có là chémi inna bhayo, chémi inna bhayo có vẻ là thú vị đấy. Kurong got katayo, kurong got katayo có lẽ vậy hoặc là có vẻ vậy. Ồ, các bạn thấy ở đây nhé, đây cũng là một cái cấu trúc thể hiện sự phỏng đoán, dự đoán. Tuy nhiên, cái cấu trúc này khác gì? Đó là cái cấu trúc này không cần phải dựa trên một bối cảnh thực tế, mà nó có thể dùng để thể hiện cái suy nghĩ chủ quan, tức là nó có thể được dùng để thể hiện cái sự phỏng đoán là người đó trực tiếp trải qua một cái, trực tiếp trải nghiệm và đưa ra phán đoán, hoặc nó cũng được dùng để thể hiện cái suy nghĩ chủ quan. Như vậy, cái trường hợp so với cấu trúc kết hợp với na bô tả hoặc là ân hoặc là niên ca bô tả thì cái cấu trúc riêng hoặc là cấu trúc ân hoặc là niên có cặp thèo nó sử dụng với phạm vi rộng hơn. Lát nữa chúng ta sẽ có phần so sánh ở cuối bài này để các bạn hiểu rõ hơn sự khác và giống nhau giữa hai cấu trúc này. Saram từ có nghĩa là mọi người, kế xúc là tiếp tục, utta có nghĩa là cười, còn utko itta mà nghĩa là đang cười, nè yo một đôi câu cảm thán, mọi người vẫn đang tiếp tục cười kìa. Có lẽ là vậy,
Bởi vì tôi thấy là gì nhỉ? Mọi người đang tiếp tục cười kìa, mọi người đang tiếp tục cười đấy. Các bạn lưu ý 하는 이야기, 하는 이야기, câu chuyện đang kể. 재미있다, thú vị hoặc là hay. 재미있나 보다, 재미있나 봐요, có vẻ thú vị, có vẻ hay. Như vậy, các bạn chú ý qua ví dụ này, các bạn có những cái tính từ mà kết thúc bằng 있다 hoặc là 없다 thì các bạn sẽ kết hợp với 나 보다. Các bạn ghi nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài những cái ví dụ bổ sung xuất hiện ở ngoài sách giáo trình. Các bạn có 오늘 진짜 많이 먹네요. 오늘 진짜 많이 먹네요. 맛있나 봐요. Hôm nay ăn nhiều quá nhỉ? Chắc ngon lắm đây. Có thể là cái người này, tức là các bạn hiểu rằng cái câu này là cái người nói đang nói về một người khác. Có thể là Hương 씨 오늘 진짜 많이 먹네요. Hương ơi, hôm nay thì cậu ăn nhiều quá nhỉ? 맛있나 봐요. Chắc là đồ ăn ngon lắm hả? Thì như vậy, đây là một câu nói ở cái thì hiện tại. Người này đang thấy cái bạn, một cái bạn Hương chẳng hạn, đang ăn và thấy ăn rất là nhiều, thực sự là ăn rất là nhiều. 진짜 많이 먹네요. Ăn nhiều quá nhỉ? 맛있나 봐요. Chắc là đồ ăn ngon lắm đây hả? Hoặc là chắc là đồ ăn ngon lắm. Thì như vậy, cái người này đưa ra cái phán đoán dựa trên cái thực tế là thấy cái bạn kia đang ăn rất là nhiều, thực sự là ăn rất là nhiều. Thì các bạn có 맛있다 là ngon, thế thì chắc là ngon hoặc là có vẻ là ngon đây. Thì các bạn sẽ có 맛있다, nó kết thúc bằng cái đuôi là 있다, nên các bạn sẽ gắn 나보다 vào gốc của tính từ. Tiếp theo, 요진 씨가 계속 기침을 하는 걸 보니까 감기에 걸렸나 봐요. 요진 씨가 계속 기침을 하는 걸 보니까 감기에 걸렸나 봐요. 걸렸나 봐요. Có nghĩa là gì nhỉ? Nhìn thì, 요진 nhìn thì vẫn tiếp tục ho thế này thì chắc là bị cảm cúm rồi. Tức là các bạn có ở đây 감기에 걸렸나 봐요. 걸렸나 봐요. Có nghĩa là gì nhỉ? Có vẻ là đã bị cảm rồi. 감기에 걸리다 mà nghĩa là bị cảm. Thế thì có vẻ là đã bị cảm rồi. Thế thì người ta chỉ sử dụng được cái cấu trúc này khi đằng trước nó là một cái thực tế đã được trải nghiệm. Đó là gì nhỉ? Tức là bạn ấy nhìn thấy cái bạn Yujin vẫn tiếp tục ho. Tức là 기침을 하다 mà nghĩa là ho. Còn 는 걸 보니까 mà nghĩa là nhìn thì thấy thì tôi nhìn thì thấy Yujin vẫn cứ đang tiếp tục ho thế kia. Thì chắc là bị cảm cúm rồi. Các bạn có 기침을 하다 mà nghĩa là ho. Thế thì nhìn thì thấy ho. Các bạn sẽ có động từ 하다 gắn 는 걸 보니까 nhìn thì thấy ho. Các bạn sẽ có nhìn thì thấy là ho, vẫn tiếp tục ho nên là 감기에 걸렸나 봐요. 걸렸나 봐요. Có nghĩa là chắc là đã bị cảm rồi. 감기에 걸리다 là bị cảm cúm nhá. Thế thì đã bị cảm cúm rồi thì là 감기에 걸렸다. Các bạn bỏ 다 đi gắn 나 봐요. Mà nghĩa là chắc là đã bị cảm cúm rồi. Tiếp theo, các bạn có 날씨가 흐리네요. 날씨가 흐리네요. 비가 올 건가 봐요. 비가 올 건가 봐요. Trời âm u thế nhỉ? Chắc là sẽ mưa mất thôi. À, ở đây các bạn thấy rằng đằng trước này là một câu miêu tả thực tế. 날씨가 흐리네요. Một câu cảm thán. Và cái người này đã nhìn lên bầu trời, đã thấy rằng trời âm u thế nhỉ? Trời âm u thế. Như vậy thì thấy được trời âm u, cho nên là mới đưa ra một cái dự đoán, một cái phỏng đoán là 비가 올 건가 봐요. Chắc là sẽ mưa mất thôi. Như vậy các bạn sử dụng cái cấu trúc này để dự đoán ở thì tương lai thì các bạn sẽ có động từ kết thúc bằng nguyên âm như từ 비가 오다. 비가 오다 là trời mưa. Các bạn bỏ 다 đi và gắn 리엔 건가 보다 vào gốc của động từ. Và như vậy cái cấu trúc này được thể hiện, được dùng chủ yếu khi các bạn thấy một cái bối cảnh cụ thể. Các bạn nhìn thấy, các bạn thấy, các bạn xem thấy, các bạn nghe thấy và các bạn đưa ra phán đoán. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần so sánh. Các bạn cũng có một cái cấu trúc khác tương tự trong tiếng Hàn đều mang nghĩa là có vẻ là hoặc là dường như là, dùng để phỏng đoán. Đó là động từ hoặc là tính từ kết hợp với 은 hoặc là 니은 hoặc là 는 것 같다.
tả. Thì đây cũng là một cấu trúc dùng để thể hiện sự phỏng đoán nhé. Thế thì cái sự giống nhau giữa hai cấu trúc này, giống nhau, nó đều là được dùng để thể hiện sự phỏng đoán của người nói. Tuy nhiên, nó khác nhau đó là gì nhỉ? Nếu như động từ kết hợp với nabuta hoặc là tính từ kết hợp với ưn hoặc là nenkabuta, thì người nói phải trực tiếp trải nghiệm rồi mới đưa ra phán đoán. Tức là người nói phải nhìn thấy hoặc là nghe được rồi mới được đưa ra phán đoán. Còn cái cấu trúc ưn hoặc là ni ưn hoặc là nên có cả tại thì nó khác, đó là gì nhỉ? Người nói có thể sử dụng khi không trực tiếp trải nghiệm. Tức là không cần phải nhìn thấy, không cần phải nghe thấy mà có thể tự đưa ra bằng cái phán đoán chủ quan. Ví dụ như các bạn nói rằng 제 생각에는 스카프가 유행인 것 같아요. 제 생각에는 스카프가 유행인 것 같아요. Thì câu này lại là đúng. 제 생각에는 mà nghĩa là theo cái suy nghĩ của tôi thì 스카프 ở đây là cái khăn quàng cổ ấy. 유행인 것 같아요. Có vẻ như là theo suy nghĩ của tôi thì có vẻ như là đang thịnh hành khăn quàng cổ, khăn quàng cổ đang thịnh hành. Còn như đây nếu các bạn nói rằng 제 생각에는 스카프가 유행인가 봐요. Nếu như các bạn nói rằng 제 생각에는, các bạn nói là theo suy nghĩ của tôi thì có vẻ như là đang thịnh hành khăn quàng cổ. Dịch ra tiếng Việt thì không sai, đều mang nghĩa là có vẻ hoặc là dường như là. Nhưng về cấu trúc tiếng Hàn thì sai. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng với ưn hoặc là niên ca bô tà hoặc là sử dụng với na bô tà gì gì đó, các bạn không được sử dụng khi mà đằng trước là cái suy nghĩ chủ quan. Nếu các bạn nói 제 생각에는 theo suy nghĩ của tôi mà các bạn lại sử dụng với cái cấu trúc này thì sai hoàn toàn. Bởi vì cái cấu trúc này đó là gì nhỉ? Người nói phải trực tiếp trải nghiệm rồi mới đưa ra phán đoán, tức là phải nhìn thấy hoặc là phải nghe được một cách thực tế rồi mới sử dụng cấu trúc này. Còn ưn hoặc là niên hoặc là nên có cả tái thì nó không cần thiết, có thể sử dụng khi mà không cần trải nghiệm. Có thể sử dụng cấu trúc này đều được. Còn nếu như cấu trúc này, câu này các bạn muốn sửa lại thì các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Dạo này thì có vẻ như là nhiều người đeo khăn quàng cổ, có vẻ là đang thịnh hành khăn quàng cổ. Như vậy, các bạn nói như thế thì hoàn toàn đúng. Còn nếu như là 제 생각에는 theo suy nghĩ của tôi thì là sai. Như vậy, cùng một câu khi dịch ra tiếng Việt giống nhau nhưng sẽ khác nếu các bạn sử dụng sai cấu trúc tiếng Hàn. Như vậy các bạn cần hết sức chú ý, các bạn cần phải thấy được cái sự giống và khác giữa hai cấu trúc này nhé. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Các bạn cố gắng học thuộc ví dụ, học thuộc những cái phần mà các bạn cần phải để ý đó là gì nhỉ? Cái hình thức kết hợp khi nó ở thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Nữa là các bạn cần có quyển sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4. Trong đó thì có rất là nhiều bài tập, nhiều phần luyện tập để các bạn có thể luyện tập và các bạn sử dụng tốt hơn, thành thạo hơn. Chúng ta phải làm nhiều thì chúng ta mới quen, và chúng ta phải nói nhiều thì chúng ta mới nhớ được. Chúc các bạn sẽ sử dụng thật là thành thạo cấu trúc này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Hàn Quốc Sarang. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký Hàn Quốc Sarang để không bỏ lỡ những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.